Nhà đẹp Apollo Việt xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Ngân Hà rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong chuyến hành trình khám phá những mẫu nhà đẹp do công ty cổ phần kiến trúc Apollo Việt thiết kế. Trước khi bắt đầu khám phá những mẫu nhà đẹp ngày hôm nay, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ mẫu nhà nào của chúng tôi khám phá nhé. Trong video ngày hôm nay, Ngân Hà xin bật mí tới quý vị top 3 mẫu thiết kế nhà mái Nhật sang trọng và cuốn hút được xây dựng nhiều nhất 2021 do công ty cổ phần kiến trúc Apollo Việt thiết kế. Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đầu tiên mà Ngân Hà muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là mẫu biệt thự tân cổ điển mái Nhật 2 tầng của gia đình ông Kiên với diện tích xây dựng 12,9m x 12,3m với hình khối vuông vắn và cực kỳ bắt mắt. Mẫu nhà đẹp khoác lên mình một tông màu trắng làm chủ đạo, kết hợp cùng với màu xanh than của hệ mái Nhật, màu nâu nhạt và màu vàng của gạch granite lát bậc tam cấp, nên tổng thể của công trình này hiện lên mang hơi thở của kiến trúc châu Âu. Bậc tam cấp với chiều cao mỗi bậc là 15cm nên đã đẩy ngôi nhà cao thêm 45cm, cao ráo hơn và bề thế hơn rất nhiều. Tại sảnh chính được sử dụng hai trụ cột là biến thể của thức cột Doric, đem lại sự chắc chắn và vững chãi như hai vị hộ pháp bảo vệ cho mẫu nhà đẹp khỏi những tác nhân bên ngoài. Hệ mái Nhật có độ dốc vừa phải, được mở rộng ra theo các hướng khác nhau và bao quanh viền mái là những đường kẻ chỉ màu trắng rất sắc nét và tinh tế. Hệ mái còn được thiết kế thêm chi tiết cửa sổ mái, vừa có tác dụng về mặt thẩm mỹ mà còn giúp cho khu vực mái được thông thoáng và thoáng đãng. Lan can ở tầng 2 được sử dụng chất liệu khung sắt mỹ thuật màu đen tuyền với những đường nét uốn lượn hòa hợp với nét dịu dàng của phong cách kiến trúc tân cổ điển nên đã mang lại một không gian sống rất đỗi thanh lịch cho cả gia đình. Mỗi biệt thự 2 tầng không những đẹp về thiết kế kiến trúc ngoại thất mà mặt bằng công năng các tầng cũng được các kiến trúc sư Apollo Việt tính toán rất tỉ mỉ và sắp xếp khoa học. Quan trọng hơn hết đó là chuẩn phong thủy. Mặt bằng công năng các tầng gồm có: tầng 1 bao gồm gara, phòng khách, phòng bếp kết hợp với phòng ăn, một phòng ngủ master khép kín, hai nhà vệ sinh. Tầng 2 có một phòng thờ, ba phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung tầng 1 và tầng 2, một sân phơi. Không gian phòng khách là nơi tiếp đón các vị khách quý đến chơi, được thiết kế với không gian rộng rãi, liền kề với sảnh chính như giúp mở rộng không gian và khiến cho phòng khách trở nên bề thế hơn và đẳng cấp hơn rất nhiều. Từ khu vực phòng khách đi sâu vào phía bên trong là khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn để tiết kiệm không gian và cả gia đình sinh hoạt tiện lợi hơn và trở nên gắn kết hơn rất nhiều. Tiếp theo, Ngân Hà xin mời quý vị khán giả ngắm nhìn vẻ đẹp cuốn hút của một biệt thự mái Nhật của gia đình ông Đào Quang Dương tại Kim Thành, Hải Dương. Trên diện tích xây dựng 12m x 9m, ngôi nhà mái Nhật 2 tầng đẹp của gia đình ông Dương mang trong mình một sắc thái rất thư giãn, rất xanh. Ngôi nhà đề cao sự xuất hiện của cỏ cây, hoa lá bởi khí hậu của miền Bắc nước ta rất oi nóng về mùa hè, nên những hệ thống điều hòa tự nhiên sẽ giúp cho gia đình cải thiện chất lượng không khí và thị giác sau những giờ làm việc mệt mỏi. Ngay tại sảnh chính, tầng 1 và tầng 2 hệ mái Nhật được thiết kế lặp bao quanh khắp ngôi nhà, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, rất cuốn hút. Sử dụng chất liệu ngói hình vảy cá làm mái Nhật là phương pháp tối ưu giúp cho mái được bền đẹp và giúp điều hòa nhiệt độ cho ngôi nhà. Các đầu cột trụ hay phần tiếp giáp giữa tầng tường và mái đều được sử dụng phào phân tầng màu trắng rất mảnh mai, đơn điệu, mang lại một không gian rất tinh tế và phóng khoáng. Bố trí mặt bằng công năng các tầng gồm có: tầng 1 bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ khép kín, một nhà vệ sinh chung, sảnh và thang bộ. Tầng 2 có một phòng thờ, hai phòng ngủ khép kín, một nhà vệ sinh chung, sân tập thể thao và trồng cây ngắm cảnh thư giãn. Từ sảnh chính bước vào nhìn sang phía bên trái là khu vực phòng khách rộng 30m², phía bên trái là phòng ăn 28m². Hai khu vực này được nối liền với nhau tạo nên một cảm giác rất thông thoáng. Ở tầng 1 được bố trí một phòng ngủ master khép kín 35m² dành cho vợ chồng ông Dương, giúp cho quá trình sinh hoạt trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết, tránh việc sử dụng cầu thang nhiều gây hại đến xương khớp. Phòng bếp có diện tích 20m² được bố trí cạnh khu vực thông tầng, có một cửa để đi ra sảnh phụ, rất thuận tiện cho các bà nội trợ trong việc nấu nướng hàng ngày. Hơn nữa còn giúp cho thoát mùi rất tốt. Một phòng vệ sinh chung được bố trí tại tầng 1 giúp tránh việc đi lại qua phòng ngủ master nhiều, rất tinh tế và tạo được không gian riêng tư cho gia chủ khi có những vị khách quý đến chơi nhà. Mẫu biệt thự mái Nhật cuối cùng mà Ngân Hà muốn giới thiệu đến quý vị đó là công trình của chủ đầu tư anh Nguyễn Văn Hải tại Hải Dương, trên diện tích xây dựng 11m x 13,8m. Mẫu nhà đẹp 2 tầng của gia đình anh Hải tại Hải Dương hiện lên trong nổi bật bởi hệ mái Nhật màu xanh đen, hệ mái Nhật với độ dốc vừa phải, mở ra theo các hướng khác nhau đã đem lại cho ngôi nhà một hình khối vô cùng vuông vắn và chắc chắn. Điều đặc biệt ở mẫu nhà này đó chính là mái Nhật còn được sử dụng tại mỗi cửa sổ tầng 1, vừa có tác dụng tránh nắng mưa nhưng cũng đã đem lại một hiệu quả thẩm mỹ vô cùng cao. Mẫu biệt thự đẹp được thiết kế với hai sảnh chính và sảnh phụ giúp cho ngôi nhà trở nên bề thế hơn bao giờ hết. Sảnh phụ giúp cho ngôi nhà mở rộng không gian thoáng hơn, giúp dễ dàng đưa nắng và gió vào trong nhà.
không khí trở nên thoáng đãng và mát mẻ. Cửa đại ở sảnh chính và sảnh phụ được sử dụng gỗ đỏ được quét một lớp sơn sáng bóng, có ưu điểm đó là độ cứng, độ chắc chắn rất tốt và có khả năng chống chịu nước cao, nên loại gỗ này được ưa chuộng thiết kế cửa chính của ngôi nhà. Hệ cột sảnh tại tầng 1 được sử dụng chất liệu gạch inox bền màu, ốp xung quanh mang lại một không gian sống rất mới mẻ và thanh lịch. Để tạo được điểm nhấn phân tầng cho mẫu nhà mái Nhật đẹp này, các kiến trúc sư đã sử dụng những mảng màu vàng ngà sơn ở tường tiếp theo ở phần tiếp giáp ở tầng 1 với tầng 2 và tầng 2 với tầng mái. Tổng thể công trình rất mạch lạc và thống nhất. Công năng của ngôi nhà được bố trí gồm có: tầng 1 bao gồm phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ; tầng 2 có 3 phòng ngủ nhỏ, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung kết hợp với khu thông tầng. Từ sảnh chính bước vào là không gian phòng khách rộng 38m², được đặt một bộ bàn ghế sofa và chiếc bàn trà cỡ lớn rất hoành tráng và bề thế. Phía đối diện được đặt một kệ tivi rất tiện lợi. Khu vực thông tầng được bố trí liền kề với khu vực phòng khách, nhưng cầu thang được bố trí lùi vào phía trong nên không gian phòng khách được mở rộng ra rất nhiều, tạo nên một cảm giác thoáng đãng hơn. Phòng bếp kết hợp với phòng ăn với diện tích 17,5m², liền kề với sảnh phụ được bố trí một cửa nhỏ để di chuyển ra sân phía sau, rất tiện lợi trong quá trình sinh hoạt. Một phòng ngủ nhỏ được bố trí liền kề với khu vực bếp và phòng vệ sinh, giúp cho việc đi lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thưa quý vị, như vậy Ngân Hà đã cùng quý vị khám phá top 3 mẫu thiết kế biệt thự mái Nhật 2 tầng được xây dựng nhiều nhất trong năm 2021. Nếu quý vị cùng người thân đang muốn sở hữu những công trình nhà đẹp đi đầu xu hướng, hãy liên hệ ngay đến chúng tôi theo số hotline 0962368892 nhé. Và đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh Nhà đẹp Apollo Việt để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi khám phá các công trình với không gian sống độc đáo nhất. Một lần nữa, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.